Tại sao khi ngủ lại nhắm mắt thế hả chị? Lên hỏi nhanh chí. Thế tại sao chúng ta lại phải ngủ? Em chẳng muốn ngủ đâu, em cứ thích chơi cơ. Mẹ cứ bắt em ngủ hoài à. Lên hỏi nhanh chí, đã bảo rồi mà. Ai gọi nhanh chí đấy? Có nhanh chí đây. Tại sao khi ngủ chúng mình lại nhắm mắt? Bạn nào trả lời được sẽ được ưu tiên nhận món quà đặc biệt ở gần cuối video nhé. Do phản xạ cơ thể để ngủ ngon hơn hay để bảo vệ mắt nhỉ? Đơn giản, nhưng thực sự các nhà khoa học nghiên cứu từ bờ đông sang bờ tây còn đang vò đầu bứt tóc, chưa có câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, giới chuyên gia khẳng định ngủ nhắm mắt vì cơ thể phản xạ tự nhiên giúp cho ta ngủ ngon hơn, đồng thời nhắm mắt để bảo vệ mắt nữa các bạn ạ. Và các dẫn chứng các chuyên gia đưa ra là mắt nhắm mở như công tắc bóng đèn vậy, cứ bật là sáng, nhắm mắt là tắt. Cứ như vậy báo hiệu cho anh hormone melatonin để anh ấy gây buồn ngủ. Chưa hết đâu, việc nhắm mắt còn giúp bảo vệ mắt khỏi bụi bẩn và tác động bên ngoài nữa cô. Bên cạnh đó, khi nhắm mắt, não bộ có thể tập trung vào việc điều chỉnh giấc ngủ và các quá trình phục hồi cơ thể, không cần xử lý thông tin từ môi trường xung quanh, giúp chúng ta ngủ ngon hơn. Vậy ngủ mở mắt có được không nhỉ? Và có ai ngủ mở mắt không ta? Cùng đến với bất ngờ sau nhé. Hết ngủ trên giường lại ngủ dưới đất, vẫn chán như con rán ý. Đấy là bạn chưa biết đến các địa điểm ngủ độc lạ rồi. Nó không dành cho người yếu tim đâu. Vậy đó là nơi nào? Ngủ dưới nước hay ngủ trên vách núi nhỉ? Amazing! Ngủ trên vách núi là có thật đó các bạn ơi! Có thật sao? Muốn chơi trội là đây chứ đâu! Ai chà chà, cũng ra gì và này nọ đấy chứ nhở? Móc hẳn một sợi dây vào núi, trải lều, thế là lăn ra ngủ được rồi! Chưa dừng lại ở đó đâu nhá! Ngủ trên võng giữa hai ngọn núi này thì sao nhở? Ôi, thật là Jomos, lơ lửng giữa không trung, lật người cái không cẩn thận là xin vĩnh biệt cụ luôn. Cơ mà cái này chắc chắn không dành cho nhanh trí rồi, vì mình sợ độ cao lắm các bạn ạ. Nhìn xuống dưới là bủn rủn hết cả chân tay luôn. Xong, với những nhà thám hiểm, lòng gan dạ có thừa, thì các bạn biết gì không? Việc leo lên các vách đá dựng đứng ở độ cao gấp 300 lần một chiếc xe buýt 2 tầng lại là chuyện thường ngày như bạn ngủ ở giường nhà mà thôi. Ôi, quá đỉnh luôn. Thế dành cả thanh xuân để ngủ rồi, các bạn đã biết điều này chưa? Tại sao chúng ta lại phải ngủ nhỉ? Trời ơi, đã bảo không muốn ngủ cơ mà. Thế các bạn không định cho anh em chúng tôi nghỉ ngơi à? Đi ngủ sớm, đi ngủ sớm. Này, ông cháu ơi, 10 giờ rồi, đi ngủ đi. Anh em ở đây đều làm việc quần quật cả ngày rồi, cũng cần phải được nghỉ ngơi chứ. Không là đến lúc anh mắt đau, chị thận mỏi thì khổ nhất vẫn là cơ thể của các bạn thôi. Ồ, các bạn thấy không? Hóa ra giấc ngủ lại quan trọng đến như vậy đấy. Đây là lúc cho các bộ phận trên cơ thể nghỉ ngơi và nạp năng lượng cho ngày mới. Còn tiếp theo sẽ là một điều thú vị cực kỳ luôn mà các anh em mê ngủ nướng nhất định không thể bỏ qua. Ngủ ở đâu sướng hơn nhỉ? Ngủ trên cây, ngủ dưới nước hay là ngủ trên trời ta? Thật ra là do ý thích của bạn thôi, chứ theo nhanh trí chả có nơi nào xuống cả. Ngủ kiểu bá đạo như này nguy hiểm lắm, trên cây thì sợ ngã nè, mà dưới nước thì không thở được, mà trên trời lơ lửng thế, lỡ xoay người cái rơi xuống thì sao? Nếu bạn là một nhà thám hiểm, cho bạn lựa chọn, bạn sẽ chọn nơi nào? Comment cái độ dũng cảm của bạn nhé! Ngủ một giấc đã sáng rồi sao? Con người chúng ta thì ngủ 8 tiếng một ngày, thế không biết các con vật thì sao nhỉ? Ông hoàng lười biếng, chúa tể ngủ sẽ là ai đấy? Con gì? Gấu trúc, koala hay con lười? Hey, chính là em gấu koala, hoa hậu ngủ miền Australia này. Wait, ngày có 24 tiếng thì em này ngủ tận 18 tiếng đến 22 tiếng rồi. Có ai đọ độ ngủ với koala không? Còn lâu mới bằng nhá, ngủ xong lại dậy ăn, mà ăn xong lại lăn ra ngủ tiếp.
Tất cả là do chúng nó dành cả thanh xuân ăn lá cây bạch đàn. Mà đen một cái lá bạch đàn chả có tí dinh dưỡng gì, khiến chúng nó không có sức mà làm nên, cứ ăn xong ngủ vậy đó. Đã thế đầu óc còn lơ tơ mơ lơ ngơ nữa các bạn ạ. Hài hước cực kỳ luôn. Đang chơi tung tăng trên cây, mưa mà không biết trời mưa. Khi mưa, chúng ngồi lù lù một đống ở đấy cho ướt nhẹp hết cả người cũng được. Cơ mà đừng vội cười em nó nhé. Koala được xếp vào một trong những loài gấu dễ thương nhất hành tinh này đấy. Hí, xem xong có thấy vui không cơ chứ? Xứng đáng thả cho em nó mấy like nào. Em like rồi, tận 7 like luôn được không chị? Từ lúc nghỉ hè, ngày nào em cũng ngủ từ sáng đến trưa, rồi lại ngủ từ trưa đến chiều. Mỗi lần dậy em đau nhức hết cả người, chả hiểu tại sao, ngủ nhiều không khỏe hả chị? Hey, ai bảo ngủ nhiều thế, không vận động nằm y ra, nó chả đau là gì? Với cả em ngủ sai tư thế là cái chắc rồi, vậy tư thế nào sau đây là ngủ tốt nhất nhỉ? Kiểu ngủ ngửa là tốt nhất nha các bạn ơi, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe này. Ngủ kiểu này có thể bảo vệ cột sống của chúng mình, làm giảm đau lưng, đau hông và đau gối nữa. Với cả ngủ 8 tiếng thôi, con người bình thường ngủ 8 tiếng là giấc ngủ quy định. Hè rồi dậy mà phụ bố mẹ làm việc nhà và chơi thể thao cho nó khỏe đi chứ. Các con sâu lười ơi! Mà thực ra Nhanh Trí nói nhỏ nhá, Nhanh Trí cũng là một trong những con sâu lười đấy. Cơ mà Nhanh Trí phải làm video cho các bạn nên Nhanh Trí ngủ có 6 tiếng thôi ạ. Đây là người ta khi ngủ. Còn đây là tôi khi ngủ. Tưởng thế là bá đạo lắm rồi, nhưng chưa là gì so với kiểu này đâu các bạn ạ. Wow, có kiểu bá đạo hơn sao? Đó là ngủ không nhắm mắt, vừa ngủ vừa chảy nước mắt, hay là vừa ngủ vừa... ngủ không nhắm mắt là có thật các cậu ạ. Wow, thế ngủ kiểu này trộm vào nhà xong nó thấy mình không nhắm mắt, rồi nó nghĩ mình chưa ngủ, thế là nó bị mình lừa hả? Công nhận hơi khác người một tí, cơ mà hài ghê. Nhưng theo các bác sĩ, có thể đây là một vấn đề sức khỏe, có thể có nguyên nhân khác nhau như liệt dây thần kinh vận động, nhắm mở mắt này, cơ mặt bị tổn thương này, hoặc do ảnh hưởng chấn thương sọ não. Hãy đến gặp bác sĩ vì sức khỏe bản thân nếu bạn hoặc người thân ngủ không nhắm mắt nhé. Nhanh Trí vừa ngủ dậy các bạn ơi, ra thăm bể cá nào. Ôi, nhiều cá chưa? Nhà Nhanh Trí có nuôi một bể cá đấy. Nhà các bạn có nuôi bể nào không? Có bao giờ đứng quan sát xem con cá nó có ngủ không nhỉ? Điều này quá gây tò mò cho những nhà động vật học đây. Cá không có mí mắt nên chúng không nhắm mắt được. Nhưng mắt không nhắm không có nghĩa là không ngủ nha. Ngủ khò khò là đằng khác ấy chứ. Cũng giống như con người thôi. Khi ngủ, cá sẽ không lắc lư di chuyển mà sẽ im một chỗ. Lúc thì dưới đáy xã hội ít. Nhầm, dưới đáy sông hoặc là dưới đáy bể mà cũng có khi ngủ gần mặt nước luôn. Vậy để đảm bảo an toàn giấc ngủ và sức khỏe xinh đẹp của chúng mình thì chúng mình cần phải kiêng kỵ điều gì khi ngủ nhở? Chắc chắn phải đến câu hỏi thứ 9 này rồi. Uống thứ gì sẽ gây mất ngủ đây? Coca, Pepsi, trà sữa hay là Fanta nhỉ? Uầy, toàn thứ mình thích thôi, thế mà lại phải loại một sao? Đó là trà sữa, vì trong trà có một chất gọi là caffeine, nó sẽ kích thích dây thần kinh. Vì vậy, nếu bạn uống ly trà sữa size lớn và lượng caffeine có trong trà khá nhiều, chắc chắn trong thời gian 4 đến 6 tiếng sau khi uống, bạn sẽ vô cùng tỉnh táo và minh mẫn đấy, khó có thể rơi vào giấc ngủ ngay. Ngoài ra, tùy theo thể trạng cơ thể mà giấc ngủ của từng người bị tác động khác nhau khi uống trà sữa, có người sẽ gặp tình trạng mất ngủ hoặc có người cũng không gặp tình trạng mất ngủ đâu. Thế nên, trước khi ngủ 2 đến 3 tiếng, bạn đừng nên uống trà nhé. Các bạn ơi, còn nhớ món quà lúc đầu Nhanh Trí nói không? Món quà đó ngay bây giờ sẽ xuất hiện và sẽ đặc biệt hơn dành cho mấy bạn quê Quảng Nam. Có bạn nào ở đây không? Điểm danh nhé! Nhanh Trí hỏi như vậy vì mới được biết tại Quảng Nam có ông Thái Ngọc sinh năm 1942 được mọi người đồn thổi rằng ông là dị nhân đấy. Còn tại sao là dị nhân thì đó là món quà Nhanh Trí muốn hỏi các bạn đây. Ông vừa bay vừa ngủ, 50 năm không ngủ hay là cả đời ngủ không nhắm mắt nhỉ? Ông Thái Ngọc ơi, ông đúng là dị nhân sao? Ông 50 năm không ngủ các bạn ạ. Wow,
Mình không thể tin được là trên đời lại có người như thế. Buổi trưa không ngủ một tí thôi mà mình đã ngáp lên ngáp xuống díp hết cả mắt rồi. Vậy mà 50 năm không ngủ, đúng là dị nhân thật sự. Được biết, sau một lần bị sốt cao từ năm 1973, kể từ đó ông không thể ngủ được nữa. Bản thân cứ thức suốt đêm từ ngày này qua ngày khác. Hay, bị vậy cũng chả sung sướng gì đâu các bạn ạ. Hàng xóm xung quanh cứ thấy ông cặm cụi làm việc từ sáng đến đêm rồi lại tới sáng hôm sau. Người ta không biết còn tưởng ông bị dở hơi hoặc là bị ma nhập, chứ làm người ai làm thế đâu. Nhưng sau khi biết chuyện, họ mới thông cảm và xót xa cho bệnh lạ của ông. Nhìn mọi người chìm vào giấc ngủ, ông cũng thèm ngủ lắm. Nhưng biết phải làm sao, kỳ lạ thay, 50 năm rồi ông không ngủ nhưng cơ thể vẫn khỏe mạnh, không mệt mỏi gì cả. Thật là vi diệu, bạn có biết hiện tượng này do điều gì không? Có thể hỏi ba mẹ làm bác sĩ. Rồi mách nhanh trí với nhé. Kế đến là một hiện tượng khi ngủ vô cùng huyền bí mà chắc chắn 99% bạn đã trải qua. Và đó là hiện tượng gì nhỉ? Chính xác rồi, đó là hiện tượng bóng đè. Ui, có bạn nào ở đây từng bị chưa? Kiểu như đang ngủ mà có ai đó đè nặng lên người mình ý. Đã thế không thể cử động được chân tay luôn. Mặc dù tinh thần vẫn luôn tỉnh táo, lúc ấy cảm giác như nằm không ai thấy, gọi không ai thưa vậy. Ây, mẹ mình bảo là ai yếu bóng vía mới bị bóng đè, cơ mà thế thì tâm linh quá. Khoa học đã chứng minh nguyên nhân là do trong khi ngủ, não hoạt động mạnh, trong khi cơ thể lại đang nghỉ ngơi nên sinh ra ảo giác và khiến ta có cảm giác sợ hãi. Đó, theo các nhà khoa học là như vậy đó. Cảm giác bị bóng đè thật là khó chịu nhỏ, chả ai biết khi nào mình sẽ bị bóng đè cả. Nên một số cách để anh em không gặp hiện tượng này là đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày, hạn chế dùng chất kích thích trước khi ngủ. Và cái tư thế nằm ngủ cũng cực kỳ quan trọng. Ở một diễn biến khác, một giám đốc quyết định ngủ sớm vì sáng hôm sau có chuyến bay đi công tác. Nửa đêm ông bị một vệ sĩ gọi dậy. Vệ sĩ này nói: "Sáng mai ông nên đi tàu, tôi vừa nằm mơ thấy máy bay gặp tai nạn." Hôm sau tỷ phú không đi máy bay nữa mà chuyển sang đi tàu luôn. Sau đó nhận tin chuyến bay mình định đi gặp nạn thật. Lúc trở về, ông gọi người vệ sĩ kia đến nhưng không phải để khen thưởng mà để đuổi việc. Ủa, tại sao lại như thế nhỉ? Với kinh nghiệm 15 năm từng trải thì nhanh trí sẽ trả lời một câu cực ngắn gọn xúc tích đầy ý nghĩa. Và câu trả lời đó là: tại cái miệng ông vệ sĩ xui quá, nói cái gì cũng xảy ra nên ông sếp cho nghỉ việc. Tuy nhiên, còn một khả năng nữa, đó là người vệ sĩ này ngủ trong giờ làm, đã thế còn nằm mơ. Tuy là cứu ông nhưng vẫn bị đuổi như thường, ai bảo vi phạm làm chi? Các bạn thấy nhanh trí lý giải như vậy có hợp lý không nhỉ? Nhớ comment xuống bên dưới suy nghĩ của riêng bạn nhé!